Xin chào mọi người, tôi tên là Thanh Tuyết, tôi là giáo viên tiểu học. Ba từ để nói về tôi đó là trung thực, tự tin và yêu thương. Xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 9 tháng 7. Tôi đã thực hiện rèn luyện trí nhớ của mình. Đầu tiên thì tôi sẽ ôn lại các con số từ 00 tới 99. Sau đó thì sẽ rèn ghi nhớ các con số ngẫu nhiên. Và sáng ngày hôm nay thì tôi đã rèn luyện được ghi nhớ 30 cặp số ngẫu nhiên. 41, 02, 13, 86, 43, 25, 30, 16, 32, 47, 01, 81, 33, 26, 40, 19, 25, 32, 15, 03, 61, 84, 63, 04, 72, 36, 43, 94, 62, 51. Đó là kết quả của bài rèn luyện của tôi. Chúc các bạn có một ngày rèn luyện và đạt kết quả thật là cao. Xin chào và hẹn gặp lại.